Trong khi Trung Quốc vẫn còn đang phải đối diện với nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19 với chiến dịch theo đuổi đó là Zero COVID, thì một số quốc gia khác ở trên thế giới đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chẳng hạn như tại Ý lúc này, tính cho tới ngày 17 tháng 9 thì trận lũ quét qua một số thị trấn ở miền trung của nước Ý sau một đợt mưa đặc biệt kéo dài nhiều giờ đã khiến cho 10 người thiệt mạng và ít nhất có 4 người mất tích. Hiện thì chính quyền và người dân tại quốc gia này đang dùng sức để có thể khắc phục hậu quả sau thảm họa nói trên. Tỉnh Marche, miền trung Italia hôm 16 tháng 9 hứng chịu lũ quét sau khi ghi nhận lượng mưa 400ml trong vòng 2-3 giờ đồng hồ, tương đương 1/3 lượng mưa cả năm. Mưa lớn tạo ra những dòng lũ quét tấn công nhiều thị trấn, cuốn trôi nhiều xe hơi, tạo ra lớp bùn dày bao quanh một số khu vực. Tôi đã 80 tuổi và tôi chưa từng chứng kiến đợt thiên tai nào như này. Tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng sấm sét và mưa lớn. Nước xối ra từ nhiều phía và rồi cảnh tượng để lại như thế này. Nhà tôi đã ngập nửa mét nước và tôi đang phải dọn dẹp tất cả. Lãnh đạo cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Italia Fabrizio Curcio đã tới Ancona, thủ thủ của tỉnh Marche, để đánh giá thiệt hại. Tại làng Cantiano, người dân phải dọn bùn đất tích tụ trên những con đường sau khi lũ lụt tấn công, khiến nhiều ô tô bị hư hại và mắc kẹt. Đêm qua chúng tôi đã không dám ngủ vì mưa lũ lớn, mực nước không hề giảm xuống trong nhiều giờ. Như hôm nay thì nước đã bắt đầu rút dần. Thủ tướng Italia Mario Draghi đã thăm một số thị trấn vào cuối ngày 16 tháng 9, đồng thời công bố khoản hỗ trợ 5 triệu euro cho khu vực thiệt hại. Chuyên gia tại Hội Địa chất Môi trường Italia cho rằng các đợt lũ lớn bắt nguồn từ biến đổi khí hậu và không dễ dự báo.